Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, cùng trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, đồng chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 10111 ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Ban thường vụ Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong năm năm qua, công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 10111 đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố. Các cơ quan chỉ đạo định hướng và quản lý báo chí thành phố ngày càng thể hiện rõ vai trò, chức năng của đơn vị. Công tác chỉ đạo định hướng thông tin được thực hiện thường xuyên, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, góp phần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác điểm báo ngày, Báo cáo báo chí tuần, giao ban báo chí, họp báo định kỳ hàng quý đã có chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức. Công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được chú trọng, đi vào chiều sâu, chủ động ra soát, tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động báo chí, đáp ứng được yêu cầu mới phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố có sự gắn kết và hợp tác tốt hơn với thành phố, thể hiện qua các sản phẩm truyền thông hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương đơn vị trong công tác báo chí ngày càng chặt chẽ đi vào chiều sâu công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ngày càng đi vào nền nếp việc phản hồi thông tin báo nêu của các cơ quan đơn vị được thực hiện nhanh và đi vào nền nếp góp phần ổn định dư luận xã hội hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông